Hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2023, cũng trong sáng nay, Hội chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương đã phối hợp trao tặng 2 căn nhà chữ thập đỏ cho hộ gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn phường Chánh Mỹ và phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một. Dự lễ bàn giao nhà chữ thập đỏ tại phường Hiệp An có ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Căn nhà được bàn giao cho gia đình của ông Trần Văn Lâm ở khu phố 5 là đối tượng khó khăn về nhà ở tại địa phương. Căn nhà có diện tích 67,5 m², tổng kinh phí xây dựng 150 triệu đồng do Hội chữ thập đỏ tỉnh vận động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội tài trợ. Ngoài căn nhà mới khang trang ấm áp, ông Lâm còn được lãnh đạo tỉnh, thành phố, địa phương trao tặng nhiều đồ dùng sinh hoạt giúp gia đình ông có thêm điều kiện cải thiện cuộc sống. Nhờ bữa ăn hỗ trợ thêm cho thêm cái một căn nhà với thập đỏ nè cho tụi tôi căn nhà, rất cảm ơn. Dự lễ bàn giao nhà chữ thập đỏ tại phường Chánh Mỹ có bà Huỳnh Thị Xuân Lam, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Căn nhà được bàn giao cho gia đình của bà Nguyễn Thị Tuyết ở khu phố Mỹ Hảo. Nhà có diện tích 40 m², tổng kinh phí xây dựng 150 triệu đồng do Hội chữ thập đỏ tỉnh vận động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội tài trợ. Tại lễ bàn giao nhà, lãnh đạo Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Hội chữ thập đỏ tỉnh, thành phố Thủ Dầu Một và địa phương đã trao tặng cho gia đình của bà Tuyết nhiều đồ dùng sinh hoạt thiết yếu trong gia đình, giúp gia đình của bà giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.